xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, đặc biệt là anh chị em y bác sĩ trong giáo phận của chúng ta hôm nay quy tụ về đây trong ngày Chủ nhật kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là y bác sĩ trong giáo phận chúng ta nhận thánh Simon Phan Đắc Hòa làm quan thầy. Chúng ta xin các thánh tử đạo Việt Nam cũng như thánh quan thầy và y bác sĩ chúng ta đã nhận, xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người của chúng ta trong đời sống ơn gọi của mình, trong vai trò hiện hữu, để chúng ta đốt lên một ngọn lửa yêu mến, để chúng ta trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa trong môi trường nơi mỗi người của chúng ta, trong đời sống ơn gọi của mình, để xây dựng niệm thể Chúa Kitô được lớn lên ngay trong giáo phận của chúng ta. Với tâm tình đó được quả lễ chúng ta dâng, giờ đây chúng ta hãy ăn năn sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa bạn thân và cùng anh chị em, tôi đã làm tội nhiều trong lời tớ này mới việc làm và những điều theo xong lỗi tại tôi mãi làm. Dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Này Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để này, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và chung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Ma-cô-bê quyển thứ 2. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với ba mẹ. Bà mẹ vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, thức ăn luật Mô-sê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết lội trong có một ngày, thế mà bà vẫn cam đảm chịu đựng. Nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa, bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đức đạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên các loài người. Bà đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trong luật lệ của người hơn bản thân mình. Bà nói với người con út: con ơi, hãy thương mẹ. 9 tháng kêu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô. Và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết để đến ngày Chúa thương xót. Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Đó là lời Chúa. Chúa đưa về, ta nghĩ mình như giữa giấc mơ. Giờ bao câu nói cười ngoài miệng vang lên, trên đôi môi rộn rã nhang mơ. Ngoại dân xôn xao bàn tán ra vào, ôi công trình tay Chúa lớn lao. Việc
cho ta Chúa làm thân là sâu cao. Ôi vui sao hạnh phúc dâng chào. Đổi thay tương lai của chúng con lại như sông cạn nó nước phía nam. Người đi gieo giống lòng nghẹn ngào trông mong, trong tương lai gần hãy vui mừng. Tràn mang theo ngàn bóng giống vai gieo, họ hân hoan ngỡ ngàng ngày về gieo vang, trên đôi vai nặng gánh lúa vàng. Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, có Thiên Chúa binh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma, vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các Thánh Thiên Thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay dưới y bác sĩ của giáo phận chúng ta quy tụ về đây để chúng ta mừng lễ bổn mạng mà anh chị em đã nhận thánh Simon Phan Khắc Đắc Hòa làm quan thầy. Và cũng là ngày giáo hội mừng lễ trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Qua các bài đọc là lời mời gọi nơi mỗi người của chúng ta. Chúng ta thấy bài đọc thứ nhất nói về một người mẹ có 7 người con, chứng kiến tất cả những người con đó ra đi vì đức tin, để lãnh nhận phúc tử đạo, để hưởng gia nghiệp tình yêu mà Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi Đức Giê-xu Ki-tô trong Tân Ước. Cho nên người con cuối cùng ra trước mặt quan tòa, người mẹ nói với người con: con hãy can đảm, bởi những gì mẹ đã kêu mang, mẹ dưỡng dục, nhưng con biết noi gương các anh của con, để con cũng lãnh nhận phúc tử đạo, để con được trở nên người con cái của Thiên Chúa, để hưởng gia nghiệp mà Thiên Chúa sẽ thực hiện nơi Đức Giê-xu Ki-tô. Và trong bài đọc thứ hai, chúng ta thấy Thánh Phaolô Ngài muốn trình bày về tất cả những gì tình yêu mà Thiên Chúa Cha đã thể hiện nơi Đức Giê-xu Ki-tô qua cái chết của Ngài. Ngài là đấng vô tội, Ngài đã chết cho con người của chúng ta, để cho con người của chúng ta được sống, được hưởng ơn cứu độ, là gia nghiệp sự sống đời đời. Điều đó đã làm cho Thánh Phaolô, vị tông đồ của Thiên Chúa, Ngài đã trở nên người tông đồ nhiệt huyết đối với những người dân ngoại, và Ngài thi hành sứ vụ đó. Ngài có gặp thấy những cái sự gian nan, sự vất vả, Ngài luôn luôn nghĩ về cái sự chiến thắng của Đức Giê-xu Ki-tô, cho nên Ngài đã nói nên trong tinh thần kết hợp với Thiên Chúa: tôi vinh sự được thông phần với thập giá Đức Kitô. Đau khổ ai cũng sợ, nhưng mà Thánh Phaolô Ngài nói rằng: tôi vinh dự được thông phần với thập giá Chúa Kitô. Và Thánh Phaolô Ngài còn nói rằng: dù sống dù chết, tôi đều thuộc về Đức Kitô, bởi vì con người có một đời sống đức tin, một cái lòng yêu mến, cho nên dù sống dù chết đều thuộc về Đức Kitô. Còn trong tin mừng mà chúng ta vừa lắng nghe, chúng ta thấy được trình bày về ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai đại mất mạng sống vì Ngài thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời sau. Đấy là lời mời gọi nơi mỗi người của chúng ta trong các bài đọc hôm nay, để nơi mỗi người của chúng ta ngắm nhìn nơi các thánh tử đạo Việt Nam, để chúng ta học đòi noi theo
các ngài cũng là một con người như chúng ta. Nhưng sao các ngài lại can đảm được như vậy? Thì phải nói rằng các ngài có một đời sống đức tin và có một cái lòng yêu mến để các ngài trở nên những con người can đảm để làm chứng cho tin mừng, để các ngài có phải chết. Nhưng chính cái chết đó, các ngài như hạt lúa mì rơi xuống đất, thối đi thì nó mới sinh bông hạt. Các ngài có chết đi thì các ngài mới được lãnh nhận triều thiên vinh quang của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai biết tin tưởng và trông cậy ở nơi ngài. Cho nên khi chúng ta thấy đầu thứ kỷ 16 thì chúng ta thấy rằng tin mừng đến Việt Nam. Nhưng chúng ta thấy gần 3 thế kỷ qua những cuộc bách hại đạo, các thời vua chúa, nhưng mà trong đó biết bao nhiêu những chứng nhân mà chúng ta thấy là 130.000 tín hữu đã được lãnh nhận triều thiên vinh quang của Thiên Chúa bởi vì đã lãnh nhận phúc tử đạo vì tin mừng. Vậy thì các thánh tử đạo Việt Nam trong con số 117 vị mà ngày 19 tháng 6 năm 1988, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng, nhưng mà lúc đó ngài là Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II, ngài đã phong các ngài lên hiển thánh. Thì phải nói rằng các ngài là những người sống một đời sống đức tin. Các ngài đã đốt lên một ngọn đuốc để soi sáng cho mọi người đi trên con đường về đời sống đức tin để trở nên chứng nhân của Thiên Chúa. Rồi chúng ta ngắm nhìn nơi Thánh Simon Phan Khắc Hòa là một ông trùm, là một người lương y. Bởi vì trong gia đình của ngài là một gia đình không có đạo. Nhưng mà khi mà ngài đến 12 tuổi thì ngài đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy để trở nên người con cái của Thiên Chúa. Và khi lúc đó ngài là một người có trí khôn tốt, cho nên được các cha yêu mến để gửi chú Hòa vào chủng viện để học Latin, để rồi hướng tới tiến chức để trở nên người thừa tác của Thiên Chúa. Nhưng mà vì ngăn trở về gia đình, cho nên cha bền trên chủng viện với khuyên chú Hòa, chú về trong gia đình. Và ngài đã về trong gia đình để tìm ra thánh ý của Thiên Chúa. Và sau đó lập gia đình và sinh được 12 người con. Và đã học chữ Nho và trở nên một thầy đông y để bốc thuốc, để chữa trị cho nhiều người, nhất là đối với những người nghèo. Và làm như thế thì được tín nhiệm, cho nên là nhiều nơi người ta mời gọi để rồi ngài cũng có điều kiện đi chữa trị bệnh tật cho những người đau yếu và cũng nói lên chứng nhân tình yêu tin mừng của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người. Và gia đình của ngài trở nên một gia đình cho chú ngự các vị thừa sai đến. Và khi mà ngài giúp cho các vị thừa sai đi thi hành cái sứ vụ trong công việc loan báo niềm vui tin mừng, thì ngày 13 tháng 4 năm 1840
thì Ngài vào cùng với các vị thừa sai đó, quan quyền người ta phát hiện và đã bắt các ngài để đưa về Quảng Trị và nhốt trong ngục tù 2 tháng rồi chuyển về Huế. Và sau trước khi hành xử án thì người ta lại liệu về Quảng Trị, và lúc đó Ngài cùng với các chứng nhân tử đạo, khi mà Ngài đưa ra pháp trường thì Ngài can đảm, Ngài không có chối đạo. Và lúc đó Ngài can đảm để tuyên xưng đức tin. Và khi mà Ngài đi đến nơi hành xử thì Ngài nhìn thấy có linh mục đứng trong đám đông, thì Ngài hiểu, cúi đầu xuống để xin phép lành qua bí tích hòa giải, để rồi Ngài can đảm nằm trên chiếu để rồi thực thi cái án tử đạo chỉ vì trung thành với hội thánh của Thiên Chúa và tuyên xưng đức tin và biết trông cậy vào Thiên Chúa. Và Ngài đã chịu tử vì đạo ngày 12 tháng 12 năm 1840. Đời sống của thánh nhân là đời sống mời gọi nơi mỗi người của chúng ta hôm nay, nhất là giới y bác sĩ trong giáo phận của chúng ta. Có người sống gia đình, có người sống một đời sống dâng hiến, nhưng mà chúng ta đều chung một đời sống là người con cái của Thiên Chúa. Khi chúng ta phải trở nên chứng nhân của Thiên Chúa một cách hoàn hảo trong đời sống nơi mỗi người của chúng ta, một cách là chúng ta phải thi hành cái sứ vụ với một cái vai trò như những cái lén bạc mà Chúa đã trao phó cho chúng ta, là muối, là men, là ánh sáng, nhất là đối với các anh chị em phục vụ trong các bệnh viện hoặc là chữa trị các bệnh tật. Chúng ta thấy rằng những người đó là những người dù có đức tin hay không có đức tin, nhưng mà chúng ta thấy họ đều là những người con cái của Thiên Chúa được cho sinh ra trong thế gian này. Để làm sao chúng ta trở nên những con người, trở nên cái chứng nhân qua cái đời sống phục vụ, để chúng ta làm cho những người anh em, chị em đó, họ trở nên người môn đệ của Chúa. Cái người môn đệ của Chúa không phải là họ cứ được lãnh nhận bí tích rửa tội với là người môn đệ của Thiên Chúa, nhưng mà qua cái đời sống tốt lành chứng nhân của người có Chúa ở cùng, là chúng ta làm cho người anh em, chị em của chúng ta nên môn đệ của Chúa, là người ta nhìn thấy cái đời sống yêu thương nơi mỗi người của chúng ta. Người ta nhìn thấy cái đời sống phục vụ vô vị lợi của chúng ta. Người ta nhìn thấy cái đời sống bác ái nơi mỗi người của chúng ta, mà người ta thấy rằng là người con cái của Thiên Chúa đã làm được điều đó, là điều đánh động họ, để rồi họ cũng trở nên con người biết yêu thương, một con người sống một đời sống đức bác ái và dấn thân phục vụ vì mọi người. Đấy là những người đó nhờ cái ảnh hưởng của chúng ta mà họ trở nên người môn đệ của Thiên Chúa, đem yêu thương đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà thực sự đối với mỗi người của chúng ta, chúng ta biết như thế, nhưng mà chúng ta làm được đến đâu rồi? Cái điều đó là điều chất vấn lương tâm nơi mỗi người của chúng ta. Thực sự đối với con người tự nhiên của chúng ta thì chúng ta luôn luôn bám níu thấy tất cả những sự gì nó ở bên ngoài, còn chúng ta không nhìn thấy những cái sự sâu thẳm ở bên trong. Rồi con người của chúng ta luôn luôn thích tất cả những cái gì tạo vật mà Chúa đã tạo dựng cho con người của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại lãng quên đi cái cùng đích là con người của chúng ta đi về với Thiên Chúa theo như mẫu gương các thánh tử đạo Việt Nam. Cái điều đó là điều mà nơi mỗi người của chúng ta hôm nay, chúng ta xin các thánh tử đạo Việt Nam cũng như thánh Simon Phan Đắc Hòa mà anh chị em đã nhận Ngài làm quan thầy, xin các thánh tử đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người của chúng ta, để chúng ta sống trong cái giây phút hiện tại
để làm sao chúng ta góp phần trong cái công việc như một ngọn đuốc về đời sống đức tin, soi đường chỉ lối cho người anh em, chị em của chúng ta. Và khi chúng ta có gặp thấy những cái sự đau khổ, chúng ta nhìn lên các thánh tử đạo Việt Nam để chúng ta can đảm, để chúng ta trung thành. Dù chúng ta có phải đau khổ đi nữa, nhưng mà cái đau khổ của chúng ta là chúng ta kết hợp với thập giá Đức Kitô, thì chúng ta cũng được đồng vinh quang với Ngài trong nước trời, là ơn cứu độ sự sống đời đời mà Thiên Chúa đã dành cho con người của chúng ta qua Thánh Tử Giê-xu mà Ngài đã chết trên thập giá, đem lại cho chúng ta ơn cứu độ sự sống đời đời. Thiên Chúa chúc phúc lành cho cộng đoàn. Kính mời cộng đoàn đứng lên. Tôi tên kính một Thiên Chúa. Chúa nhận lời chúng con. Ai muốn
cá mình hàng ngày mà theo, chi cho tất cả những cơ hữu, luôn sẵn sàng chấp nhận những khó khăn thử thách hàng ngày trong sự kiên trung để xứng đáng với bậc tiền nhân và được hưởng vinh quang với cách này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời Chúa, Chúa đã ban cho cha chúng con lòng can đảm để sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho Chúa. Xin cho chúng con là con cháu của các ngài cũng luôn kiên trung sống và làm chứng đức lên trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cho cha ngay từ lúc tin vừa mới được mang.
Thank you.
Lời Thiên Chúa còn đang hàng hiểu chúng con và lãnh nhận mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng đáng thánh từ đời tại Việt Nam. Trên trong chúng con vẫn một lòng tin tưởng giữa ba thử thách của cuộc đời để mai sau cùng ở các ngài chung hưởng phúc vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em giới lương y công giáo phát diệm. Hôm nay mọi người cùng nhau quy tụ nơi đây để hiệp dân thánh lễ của vị thánh con thầy Simon Phan Đắc Hòa, vị thánh của lòng thương xót với bệnh nhân và là chứng nhân cho sự dũng cảm bảo vệ đức tin trong giáo hội công giáo Việt Nam. Để có thánh lễ sốt sắng và trang nghiêm, chúng con xin cảm tạ trước hết là Đức Cha Phêrô, mặc dù ngày hôm nay Ngài không hiện diện nơi đây, nhưng Ngài vẫn luôn dõi theo chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ mọi ơn lành bổn xác trên Đức Cha, để Ngài luôn chăm sóc và chiên giáo phận. Chúng con xin cảm ơn Cha Tổng Đại Diện đã chủ sự thánh lễ, chia sẻ bài giảng trong thánh lễ và cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Cha Đặc Trách Phaolô, Ngài đã luôn hằng ở bên, khích lệ chúng con, cầu nguyện và động viên chúng con, để truyền cho chúng con những luồng sinh khí và cho chúng con thêm sức mạnh tinh thần. Chúng con xin cảm ơn quý cha đã bày niềm tân thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ mọi phúc lành trên các ngài. Chúng con xin cảm ơn quý tu sĩ nam nữ đã bày niềm tân thánh lễ và cùng cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn quý ban mục vụ, ban ẩm thực của nhà chung phát diệm, nơi đã giúp đỡ cho chúng con trong những ngày lễ quan thầy. Anh chị em thân mến, chúng ta là những người tham gia vào công việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng thông qua việc khám bệnh, chữa bệnh ở nhiều môi trường khác nhau. Đó là công việc hết sức ý nghĩa, được cả xã hội và giáo hội tôn vinh. Tuy nhiên, chúng ta là những con người có phần yếu đuối và giới hạn, cần thêm nhiều ơn Chúa, ơn Thiên Liêng để thực hiện công việc chúng ta thực hiện với đức tin mạnh mẽ và giúp đỡ cho nhiều bệnh nhân hơn. Để mỗi cử chỉ của anh chị em sẽ là những hình ảnh hiện diện của Thiên Chúa trong lòng xã hội và giáo hội, để noi gương thánh quan thầy Simon Phan Đắc Hòa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em, một lần nữa chúng con xin dâng lời cảm tạ tri ân Đức Cha Phêrô, Cha Tổng Đại Diện Ato, Cha Đặc Trách Phaolô, quý cha, quý tu sĩ nam nữ đã hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giới lương y công giáo của chúng con. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Sau đây chúng con xin có bó hoa tươi thắm để dâng lên các ngài. Chúng ta chẳng nên
con là con Chúa ở cùng ta trở nên chúng dân. Chúng ta sẽ vô 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 tới và anh em chị em của chúng ta không phải là chỉ có những người bạn đạo, nhưng mà hôm nay cả những người và người ta chưa được lễ phúc như chúng ta, nhưng mà chúng ta đã làm cho những con người họ, họ cũng nhận thấy cái sự lưu của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta đưa cánh tay nối dài đến đối với con người họ, để chúng ta tham dự vào đời sống của giáo hội cách tích cực trong những vai trò hiện hữu. Chúng ta đừng nghĩ rằng trách nhiệm của nó và những việc có chức trách là có người có chức vị trong một tháng, nhưng mà tất cả chúng ta đều là những người quan cảm của Thiên Chúa. Chúng ta mang với cái tâm tình tư tế cộng đồng, chúng ta luôn luôn đi hành với sư phụ đó và cái đời sống công chính thánh thiện và cái đời sống mẫu mực của mỗi người của chúng ta trong cái vai trò của mình, để chúng ta giới thiệu Chúa đến với những người anh em chị em của mình. Và khi chúng ta làm chứng tại điều đó, chúng ta có cảm thấy những cái sự gian nan cả cái sự chống đối thì nữa, chúng ta nhìn nhận với các thánh tử đạo Việt Nam để giúp cho mỗi người chúng ta thắng vượt và chúng ta chung tay chúng ta làm chứng và Thiên Chúa đã tình yêu đến với những người anh em chị em của chúng ta, cầu chúc cho anh chị em trong sứ vụ đó cảm thấy trổ siêu và cái đời sống của các người thường đến với tất cả mọi người. Giờ đây xin kết thúc này trong tất cả chúng ta. Chúa ở cùng anh chị.